sáu đúng Hà Nội gửi vào đấy anh ạ, chưa đây là không có sáu. Dạ dạ sáu Hà Nội chuyển vô đấy anh. Dạ nhưng mà nhà em là cứ quanh năm suốt tháng là lúc nào cũng có sáu. Dạ dạ. Ủa là nhà chồng hả chị? Sáu này từ Hà Nội chuyển vào cơ. Dạ. Mỗi người có cái hay riêng, mà mình ra đảo đây chị ăn cá vài hôm là chán. Ăn thịt thì ngon. Dạ. Ăn cơm mọi người ăn như nhau. Dạ dạ dạ. Ăn cứ tự nhiên đi. Dạ, cả nhà tự nhiên nha. Dạ, em cơm này em muốn mà ngày hôm nay đòi vịt quay á anh. Vịt anh này anh quay đây, anh này anh quay đây, vịt quay mắc kén. Dạ, còn vịt thứ 6 cho em chưa chuyển qua. Anh năng đi rồi chút em chuyển qua luôn. Cái kia là 7 loại gì của anh ấy, của Thảo được. 7 loại Thảo được. Rồi, em cái rau rau ngót rồi. Đêm nay bà khen là mang trong lên em ở trong đó luôn à. Không muốn rồi. Nói chung là rau ngót này ăn nó mát luôn hả chị? Mình cười chỉ có mình biết thôi. Dạ. Anh biết từ lâu rồi. Chút em ăn thử. Dạ. Dạ. Chị thấy ăn được không? Chị thấy ăn vừa miệng không? Dạ. Quan trọng. Dạ, quan trọng cái nước á chị ăn được không? Cảm ơn em. Nói to